á, trước mặt mình đang là cái tivi có thể bẻ cong được 85 inch của Samsung. Thì Samsung họ làm cả hai phiên bản, đây là phiên bản LCD, còn một cái phiên bản nữa là phiên bản OLED thì nó nằm ở bên kia. Lúc đầu thì mình nghĩ là do nó tận dụng cái đặc tính của màn hình OLED để nó uốn cong, nhưng mà thực chất thì khi mà Samsung trình diễn thì rất là ấn tượng là cái màn hình LCD họ cũng làm cong được. Khi mà cái chị này bấm nút thì bạn sẽ thấy cái màn hình nó từ từ nó chuyển dần từ phẳng thành cong trong khoảng vài giây, chứ nó không có diễn ra ngay lập tức. Cái TV này là TV 85 inch, độ phân giải là Ultra HD 4K chứ không phải là độ phân giải bình thường. Độ phân giải HD bình thường mình thấy là nó vừa chuyển từ phẳng thành cong. Chị này chị vừa bấm lại bắt đầu nó chuyển lại đó, nó tắt đi và nó chuyển lại đó, bạn thấy là nó chuyển lại phẳng rất là nhanh. Rồi, xin cảm ơn các bạn.